Quý vị thân mến, trong cuộc sống, chúng ta thường nghe thấy một số người bạn của mình than nghèo khó, chỉ có hai bàn tay trắng, không có nhiều tiền bạc của cải, cũng không có một công việc tốt hay địa vị xã hội. Họ cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa gì cả, thậm chí còn chán nản mà sinh ra những ý nghĩ tiêu cực. Nhưng kỳ thực, mỗi chúng ta đều rất giàu có, chỉ là chúng ta có nhận ra hay không mà thôi. Xin mời quý thính giả chiêm nghiệm cùng chương trình hôm nay của Lắng Đọng Đêm Về. Mỗi người chúng ta đều rất giàu có, chỉ là ta có nhận ra hay không mà thôi. Một câu chuyện kể rằng, có một thanh niên trẻ tuổi cảm thấy bản thân mình là một người vô tích sự, không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Anh ta bèn đi đến bờ sông, định tự vẫn để chấm dứt cuộc đời mình, thì gặp một ông lão cao tuổi, chân đi khập khiễng. Ông lão hỏi người thanh niên, cậu trẻ tuổi như vậy, vì sao lại định phí hoài sinh mệnh bản thân mình như thế? Thanh niên trẻ tuổi buồn bã nói, cháu chỉ có hai bàn tay trắng, cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa gì cả. Ông lão bật cười và nói, ta sẽ trả 10 vạn đồng để mua một bàn tay của cậu, cậu đồng ý không? Người thanh niên ngẫm nghĩ một hồi và thấy đề nghị của ông lão kia thật là vô cùng phi lý. Cuối cùng cậu nói, không có tay làm sao cháu làm được việc gì, cháu không đồng ý bán được. Ông lão lại nói tiếp, vậy ta sẽ trả cậu 50 vạn đồng, cậu bán cho ta một chân được không? Người thanh niên càng không thể đồng ý, bởi vì anh ta nghĩ rằng không có chân sẽ không thể đi lại và cuộc sống sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Ông lão nghe xong lại cười ha hà và nói, người trẻ tuổi à, ai nói cậu chỉ có hai bàn tay trắng, cậu ít nhất có cả 100 vạn ấy chứ. Người thanh niên trẻ tuổi nghe xong liền bừng tỉnh, lập tức vứt bỏ ý định tự tử, bái tạ ông lão mà đi. Kỳ thực, ngẫm nghĩ lại, ai trong chúng ta cũng đều vô cùng giàu có. Chúng ta sinh ra có được thân người chính là một loại tài phú, đây là điều quan trọng nhất. Người xưa rằng thân người khó được, cho nên thân người là quý giá nhất. Người ta cũng nói có sức khỏe là có tất cả, tiền tài địa vị cũng như là hư không nếu mất đi sức khỏe. Cho nên có một thân thể khỏe mạnh phải biết quý trọng. Người giàu có tài phú nhiều khi có bệnh cũng thấy hết thảy của cải tiền bạc tư trang, nhà cao xe đẹp du thuyền vân vân, thầy đều vô nghĩa. Khi ấy họ chỉ ao ước muốn đổi lấy một thân thể khỏe mạnh mà thôi. Chúng ta không chỉ có được thân người mà còn có một công việc để duy trì cuộc sống, đó chẳng phải là tài phú quan trọng của mỗi người hay sao? Công việc không phân chia cao thấp địa vị, có thể làm tốt, làm thành thạo công việc của mình, bạn đã là một chuyên gia rồi. Chúng ta còn có một gia đình ấm áp bên mình, lẽ nào không gọi là giàu có sao? Bất luận là gia đình có điều kiện hay không, thì đó vẫn là tổ ấm của mỗi người. Sự ấm áp của gia đình không phụ thuộc vào nhà cao cửa rộng, kiếm tiền nhiều ít bao nhiêu, mà là ở sự vui vẻ, hòa thuận của các thành viên. Ở vào lúc chúng ta phiền não, suy sụp, buồn chán, ngoài tình yêu thương che chở của gia đình, chúng ta còn có những người bạn tốt. Chẳng phải chúng ta thực sự rất giàu có hay sao? Vì sao chúng ta thường cảm thấy sống mệt mỏi, sống không vui vẻ? Đó chính là vì chúng ta có quá nhiều ham muốn, hy vọng quá cao, yêu cầu quá mức, không quý trọng những gì bản thân đang có mà lại đi hy vọng những thứ mình không thể có được. Người hiểu và biết quý trọng hết thảy những gì bản thân đang có là người thực sự có trí tuệ. Người biết đủ thường là người sống được vui vẻ. Nếu đã biết rằng bản thân không thể thay đổi được thế giới, chi bằng hãy tiếp nhận nó, thuận theo tự nhiên mà sống thì mới luôn tự tại, thản đãng. Nếu chúng ta chưa mua nổi một căn nhà lớn, chúng ta có thể mua một chiếc giường mình yêu thích trước. Nếu chúng ta chưa mua được một chiếc áo lông chồn, chúng ta cũng vẫn có thể mua một chiếc áo phao mà mình thích. Nếu chúng ta tạm thời chưa thể đi du lịch được nhiều nơi mà mình yêu thích, chúng ta vẫn có thể lên mạng, tận hưởng phong cảnh những nơi đó. Trên đó, chúng ta có thể ngắm nhìn những giọt sương đọng vào buổi ban mai hay những bông hoa nở trên sườn núi, những con cá nhỏ quẫy đuôi bơi trong dòng suối trong vắt. Chúng đều có thể đem lại cho chúng ta niềm vui và sự kinh ngạc. Thực sự, nếu tĩnh lặng suy ngẫm một chút,
chúng ta có thể phát hiện ra rằng niềm vui, hạnh phúc không phải nằm ở chỗ chúng ta có bao nhiêu của cải, địa vị cao ra sao, nhà cửa rộng lớn thế nào, mà là ở chỗ chúng ta có phát hiện ra niềm vui và hạnh phúc hay không và hưởng thụ nó thế nào mà thôi. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 20 giờ tối thứ 3, 5 và 7. Nếu thấy video hữu ích, xin mời quý thính giả hãy nhấn like và share. Nếu là ngược lại, quý vị đừng ngại bình luận bên dưới để chúng tôi hoàn thiện nội dung chương trình hơn nữa. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.